Thưa quý vị, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là một trong ba mục tiêu then chốt được nêu trong nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó thì giáo dục đại học, 5 năm vừa qua thì giáo dục đại học đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là ở các trường đại học top đầu và đại học định hướng nghiên cứu. Và việc trao quyền tự chủ cho các trường thì đã tạo ra động lực khá là mạnh mẽ, góp phần xây dựng được 4 trường đại học lớn nhất Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng hàng đầu thế giới. Và cùng với đó thì các kết quả nghiên cứu khoa học cũng ngày một nhiều hơn, đem lại hiệu quả trong thực tiễn đời sống xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 5 năm qua, chỉ số nghiên cứu khoa học của khối giáo dục đại học Việt Nam tăng trưởng rất mạnh, với số công bố khoa học trên hệ thống Scopus đến năm 2019 đã tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Năm 2020, lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam được lọt vào danh sách 25% tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới. Việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng đại học giúp các trường xác định lại chiến lược phát triển và các điều kiện để thực hiện chiến lược đó. Nhờ thế, nội lực của các trường tăng lên đáng kể, nghiên cứu khoa học được chú trọng hơn nhiều so với trước. Chúng ta phải tham gia kiểm định chất lượng, tham gia xếp hạng để chúng ta biết là thế giới đang tập trung vào giải quyết những vấn đề gì và khi giải quyết những vấn đề ấy thì có những cái mốc chuẩn nào. Tôi lấy ví dụ, chỉ nhờ tham gia xếp hạng thì chúng ta mới biết một cái trường đại học định hướng nghiên cứu mà chuẩn mực thì mỗi một năm một giảng viên nên có một công bố quốc tế trên các tạp chí thế giới chẳng hạn. Hoạt động chuyển giao công nghệ, tìm đầu ra cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng được nhiều trường đại học đầu tư mạnh. Chẳng hạn như trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với doanh nghiệp và nhà đầu tư tài chính, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Lotus, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới sáng tạo, các dự án nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh để các ý tưởng đổi mới, các sản phẩm nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn. Chúng tôi tập hợp được cái đội ngũ trí thức, vừa là các chuyên gia công nghệ, chuyên gia kinh tế và chuyên gia về lĩnh vực doanh nghiệp, tích tụ được nền tảng. Với sự tham gia của các cổ đông sẽ tạo ra được cái nền tảng hết sức quan trọng để giúp cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo mang tính cái thực tiễn nó cao hơn. Cái khâu thương mại hóa, cái khâu độ cuối cùng là khâu hết sức quan trọng. Thì đây là một cái khâu hiện thời đang yếu. Thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều cái điểm nhấn vào cái chỗ đây. Tôi chú trọng đến thực hiện tự chủ đại học, tăng cường cái thực quyền của hội đồng trường để cái hội đồng trường thực sự là một cái thiết chế để quản trị cái nhà trường tốt. Và đồng thời chúng tôi cũng nhấn mạnh tăng cường cái quản lý nhà nước để đối với cái công việc về kiểm định, chương trình đào tạo, kiểm định nhà trường và tăng cường cái tính minh bạch trong cái quá trình hoạt động. Luật Giáo dục Đại học 2018 và Nghị định 99 hướng dẫn thi hành luật này được ban hành đã tạo nên hành lang pháp lý để các trường đại học phát huy khả năng tự chủ của mình. Nếu sắp tới, những vướng mắc trong các luật khác được tháo gỡ, thì các trường sẽ có điều kiện đầy đủ để thực hiện quyền tự chủ, giúp đại học đứng vững trên hai chân, đào tạo sinh viên và nghiên cứu khoa học.